Tí mình dãng được, đỗ ra ngoài kia mà. Thiêu chả xe quá. Ôi, cái lỗ này nghe thấy không? Có. Quay anh được không? Em có quay được bằng máy to này không? Đấy đi, cứ cho đồ ra trên xe đi, xong anh kia ra thôi. Anh đánh nó quay đây, em làm phải sợ cái sốt đâu. Mấy mày có lấy được cái cảnh không? Đi đây ra. Đi đâu? Đi đây ra. Không biết có lấy không? Lấy quả, cảnh đẹp luôn. Đừng bay vào giữa Quang nhá. Anh đang bay ở giữa cái đường này. Ấy hơn, nó ổn định, khỏe hơn đấy. Cái mạng mobi còn đỡ mạng villa kém lắm. Quang dùng mạng gì? Sao vậy? Không dùng Viettel nhỉ? Lên 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 chụp à? Làm cảnh bay thật cao hơn nhỉ mình? View phát view lên trên. Thank you.
nói vào hết. Tí nữa ra chắc là ra đầu cổng sẽ phân hơn. Đi lên đi, à, họ đang uống cà phê rồi. Cho máy đi qua. Máy liên quan như gì đó thì